ngày mới chim mai chào hết cô chú anh chị, mến chúc cô chú anh chị một ngày mới nhiều sức khỏe vui vẻ. Ngày buổi chiều chim vào bếp chim nấu vài món ăn cho gia đình. Chả tôm. Chả tôm ăn lên mình làm chả tôm với bún đậu mắm tôm. Đây chả tôm chiên chiên lên cho nó vàng. Chả tôm thì có tôm với mọc với thịt, ba thứ mình trộn lại, mình quết lại xong rồi nêm nếm cho vừa ăn. Mình có đậu hũ, mình phải chiên, mình một tên mình chiên. Mình có thịt thịt chỉ luộc. Mình làm bún đậu mắm tôm. Rồi nó mới bỏ chảo này lên, bỏ thêm chảo nữa để nó vớt thắm này ra cho nó phồng lên. Nó phồng lên nhìn ngon hết rồi, ngon quá. Nhờ chim bỏ nó vớt thêm. Nhưng cái nó đừng lớn quá nó mệt chứ. Nhỏ nhỏ thôi, vừa thôi. Nó lớn lớn nó mình chín hết á, cái vậy thì nó vừa nhỏ lớn nhiều thôi, giảm rồi. Cháy á, nó dầu nóng rồi. Cô chú anh chị cùng vào bếp nhà chim nấu lại món ăn gia đình. Ngày có đứa em ở xuyên bang qua chơi, ở xa tới chơi, ở nhà nấu ăn. Ngày có này, ngày ăn bún đậu mắm tôm. Và đây có con, đây có bánh bún. Bún thì Kim làm bánh hỏi trở lại cả nhà, hôm nay có giờ đó. Hôm nay có giờ thì Kim làm bánh hỏi cho nó lẹ. Đây có thịt, đây thịt, có tôm, chả, đậu hũ. Đi rào sập bữa tối của gia đình nhà mình đây. Mời
cô chú anh chị cùng dùng bữa tối với gia đình nhà Kim Mai. Bữa tối đơn giản. Nóng này cũng nhanh cả nhà. Nhanh lẹ gọn luôn. Mời các nhà cùng nhập tiệc với nhà Kim Mai kia. À, mời cả nhà cùng dùng bữa với nhà Kim. Yeah.
bên cái đó không sao, bên cái cửa đó. Đứng camera. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.